biến lên mặt nước lạ lùng rõ ràng hoàng đô thoại sân dung khác thường. Chiếu từ trung ngã tích tăng cũng già kim phụng hoàn thân thần thánh chúa thiên trung trung vương ca lăng thập già từ bi mẫn trung sinh cố cả kim đinh lệ dòng nhan thập cờ diệu quang minh phải chứng đàn duyên đêm qua chớp bể mưa hi nguồn chúng ta đã thấy cánh buồm xa xa mở tiếng hò khoan 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 hò khoan nước chảy trôi khoan hò khoan cái thuyền trôi ngược khoan hò khoan nhân gian đều khoan du khoan phải sợ phép bông khoan hò khoan bảo nhân đều hò khoan du khoan xây đền lên thờ khoan khoan du khoan kiềm nát trong gian khoan du khoan cửa bế thờ khoan khoan hò khoan chúng ta đã thấy khoan số khoan khoan hò khoan 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 du khoan hò về khoan du khoan cờ dành trên khoan để khoan du khoan cờ trắng khoan để khoan hò khoan cờ vàng dòng khoan để khoan du khoan cờ vàng dòng khoan du khoan khoan hò khoan nơi phủ bóng khoan hò khoan hoàng treo cho trăm khoan khoan du khoan đến bản đền khoan khoan du khoan đến bản đền khoan khoan du khoan đôi tay đôi tay khoan khoan du khoan dựng mái trèo khoan khoan hò khoan trèo lên trên trời khoan du khoan cắt quả đào thiên khoan khoan đem về bên hồ khoan khoan du khoan lấy cũng cho đời khoan du khoan lấy cũng cho đời khoan hò khoan kia nhát chân trong khoan hò khoan xa trong ngã thấy khoan hò khoan cánh buồm xa xa khoan du khoan cánh buồm xa xa khoan khoan hò khoan thuyền là thuyền là khoan du hò đến biến thế ơi khoan khoan hò xin hoàng cát ai nói đến khoan hò số long
long lanh. Xôn xao sóng vỗ bên gành, bên gành sáng soi tỉ tay tiên giúp xén rượu đào. Tuần sơ nâng lên bệ ngọc, các cô nâng mời là mời rước quan hoa rơi. Các cô nâng mời rước quan hoa bơ rơi. Hội quỳnh tương tài gió ná rượu mời. Nhất tuần là sơ, nhì tuần là các cô tiến dân mời là mời rước quan hoa bơ rơi. Các cô dân mời rước hoa bơ rơi. Tuần quần tiên gió trên rượu mời. Tam bôi nâng lên bị ngọc, các cô nâng mời là mời rước hoa bơ rơi. Các cô nâng mời rước quan hoa bơ rơi. Sưởi ấm hôn thơ tay nâng mà có đò, có bút tiên nhiên ngọc hoa hồn thư lai láng đi. Sang nhớ thương ai mà khi quyết khi đây. Hay chẳng còn vương vấn chi đây. Rượu đào chưa cạn, ông chia tay sao đành. Dốc rách mái chèo, cửa điện đây hoàng đã tới. Lòng lanh mặt mặt nước sông Hồng soi lọ mái tam quan. Lòng lanh mái giang kề chiếc thuyền mê dầu ngọc hai. Lòng lanh mái giang kề mười hai các cô mê tiến nữ giữa ông bơ về thủy cung thanh xa hồi cung. Bảo hà nhắn ai lên đất đất nơ, bảo hà nếm mùi phong quyền
nữa đó là cảnh thần tiên. Chuyên cổ tích đi ông đi bảy hoàng nghị thực đích đi chung quân quân đi sinh thời là tướng chung thần man bương mê nung thổ muôn dân đào câu kỳ. Chiếu từ chúng đã tích tăng cũng giả kim phục hoàn thân vật thánh chúa thiên trung vương ca lăng thật sám từ bi lăng mất chúng sinh cô ngã kim linh lệ dòng nhan thật bờ diệu quang quang minh phải chiếu thiên ô Thank you.
phong hoa tuyết nguyệt đượm mang đượm môi rừng câu thiên bảo chúc nhờ huy phong chuộc chén đồ lòng quần quần tiền chuộc nghe chén đồ lòng cô nâng nâng em bình học các bạn tiền nâng nâng bộ chén và hiến thượng kim bàn sao long hiến thượng kim bàn mẫu đơn cung xa long tỉnh thừa nhàn ông hiến vui ba chén khuyên mời trà hồng đào ba chén khuyên mời ngây hương mỹ vị hiến ngọt mùi kỳ chân chân na chân ngọt mùi kỳ chân chân na sáng tài sớm lâm ơi chân bảo diện màu hồng hào tươi vẻ hồng dùng nghi tươi tốt nơi đẹp khác nào hoa khi vui cung kiếm khi đèn sách lục thú nhà yên lục ẩm mi cha trên à cảnh ấy vui thay vui với phù dung với cỏ cây tuyết nguyệt phong thư lấy chân làm bàn cầm kề thi hoa thu vui vậy khi tình khi say đổ ai biết biết được mà hương thơm khói tỏa ngút sợi mây khách trần ai có biết biết hay tăng bồng hò thì hèn ngày sông pha sông pha hoàng bay lên đất ngân ý đi bảo hà bảo hà nên mà mùi phong nguyện đi đó là thiên cảnh thần tiên sáng tu lưu phàm thiên cảnh thần tiên xem bảo thần tiên nhất xin bảo hà nào là lưu thủy ý hoa cùng đào hoa cùng đào hoa
cô tiêm thuốc ý pha trà pha trà đâu ở nơi đâu sáng sáng lưu vàng cô tiên là cô nào việc ấy sắp sắp sẵn sàng ra đứng đầu tiên cô nàng cả ơi cô pha nước nước trà đầu tiên cô mới nàng cả pha nước trà đầu thế là vừa ý ông bảy gật đầu vỗ gối ban khen bò khay đèn nè xe ngà diện sứ móc móc tiêm tiêm hẹp bằng vàng tiêm thì tôi mới đàng ta sống điêu thuốc thế là người ông bảy hoàng trốn sơn lâm cô nàng tứ đốt đốt đi đỉnh đỉnh hương trầm trầm ngon đẹp cô khêu cho tờ tay cầm mà móc tiệm tiền cô mới đang ngắm sống kèo bánh nguyên kèo xìu với thuốc công ông nữ cảnh tiền ai dám đi nhu mì cô nàng sáu tính tính nếp nếp nhu mì dừng dừng ông còn lòng ma để ông bảy đi chấm ma đồng đồng à tiên cô nàng bảy nầy đàn thông miệng ca tay nầy bốn năm cùng nghe ngon à cô nàng tám dâng chiếc lược à đôi tay cô đang chảy chuốt trông thật là khéo thay à nàng chín ơi yêu điều ai tài tiên cô nàng chín cô yêu điều ai tài đêm ngày cô dâng một đôi giày để hầu ông cô nàng người có múa lượn bài bông tiên cô nàng người cô mới múa lượn bài bông cánh khuya giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra tiên cô mười một ơi dáng điệu hàng ca cô mười một
có giang điệu hàng ca, hai tay cô múa khúc con rồng thật là bè bài. Cô thứ 12 trải chiếu chia bài, cảnh tiên mới ra ngừ, nào có ai dám bì. Xem mấy mấy khi thanh nhàn bờ sách ra xem thấy trong sách có bốn chữ đề đức đức năng năng tương tuy tuy quan hoàng bảy người có chót say một tí mới đời. Nhưng ông mới khuyên ai giữ chọn đạo làm người, ông bảy khuyên ai phải giữ chọn đạo làm người, đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả. Ông mới tâu qua quan mới đám thao cùng quan bắt đầu số trần gian. Lão ấu chép biên kể ông đây là người phúc hậu thảo hiền, tu nhân mê tích đức, ông bảy chép biên cho thọ trường. Còn bao nhiêu kẻ hung cường bạo ngược chỉ hại người, chẳng trước thời sau lỗi nhầm ông xa chi đâu, sợ nguyện được như ý sợ cầu tòng tâm. Ông bảy biết rằng chớ có khinh những kẻ bần hàng, giữ tâm tâm tươi tốt tốt ông cho vẻ vàng sau này. Thổ ban hội đồng mấy lệnh bài sai, thổ ban hội đồng cung đình mình đón rước hoàng vì bảo hà cung sa ra hồi cung. Quan hoàng người dân cảnh Nghệ An về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Trong đất hay chỉ rời gươm thiên ta, chống đất hy chỉ rời đành như đông đây dẹp bác đi việc hòa được ngoài bình dung ngay. Thank you.
giá hoàng về hôm nay phục giá hoàng về thân hôn khẩn đạo đăng nhan phục thờ trong chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng gia ngự đồng phép màu lục trí thần thông ông nhan khai quang thâm cơ diệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cùng đoạn kim phục hoàn tất thập thánh chúa thiên trung vương Oh.
bạc hồng đà cay thì chín tháng còn cay. Ông thương về ông mà tính đặng nghĩa say, dù xa xôi đi chăng bảy hoàng cũng về đây để đồng. Nơi ông hoàng mười nữ đẹp hơn tranh nhị hòa đồ. Ai có sư nệ thì lo, ai vô trong sư nghề thì có cặp cầu bên thủy tới kinh đô ông hoàng mười. Sẽ nghiền làm tôi đến trọn cuộc đời, nguyện làm tôi đến trọn cuộc đời. Nếu ai tâm tưởng đến Phật này rồi, nếu ai mà tâm tưởng đến Phật mẹ rồi, tu nhân nhân hiện tích đức nghi thì đời đời được nở dư hoa. Ô tăng ô tăng tình nhà ta, tình nhà ta tình tình nhà, ô tăng tình nhà ta. Bát bát hùng binh nhà lệnh truyền bát vạn tướng hùng binh phè đoàn kiệu vong ông lên thiên đỉnh đầu đôi. Qua thành ra hồi cùng thiên thai là cảnh bông mai tổ cô đôi thước ơi đại tài hai cô vẫn khăn ngang ba màu dòng chơi quan sở tần lâu rồi ai
đệ tử cô vô số hàng hà, ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng. Đứng trên ngàn rừng xanh ngắt ngắt, thấy cô về ngỡ Phật Quán Âm tay đàn miệng lại ca âm ni.
thành thời thế kinh đô, soi cho non nước sông sông hồ thêm xuân. Anh đúc tiên sang tỏ xa gần, soi đường lục đạo dập luận mê mọi loài, soi đường lục đạo mọi loài dập luận. Bỗng lúc cho lắp lắp về đây càng nhiều, cô ban cho dài nhất nhất sang kiều, bồng lồng cho nhiều hơn năm ngoái năm năm xưa. Thành đồng con nhang khói nghi phục phục thờ, 30 mùng 1 mười tư hôm rằm, 30 mùng 1 hôm đi dăm mười đứa. Sớm đi dắp sườn núi tôi cô ngồi đầu non, ca dân tăng tình tình đàn ý à. Cô ngàn cùng sáng ba bốn năm về hưu quay vắng tanh đi. Công chúa sơn tình ý. Hiểu là có đôi đường sơn thế, mặt trận đời quyền ba ý vân vân hồng hồng. Bỏ ra cô trang ca tựa thuyết đi đông đông ý. Xe ra cô hồi cùng chiếc lưới xanh trăng tròn vành vành dưới thủy đình thanh mẫu xin cô ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyện mình cũng hay tình cô đàn luyện cũng hay duyên cầm mấy cô này bốn năm giây ý tan tình quan hò quan cờ vàng sông sơn quan hò quan cờ vàng sông sơn
quan lấy quan quan du quan quan nhạc trời quan quan hò quan dước dước mùa dược ông quan quan du quan cù dước về quan quan du quan đền sinh cảnh lịch quan du quan tứ về phẩm quan hò quan quan lấy quan hò quan cắt quả đào tiền quan quan du quan đem về hò quan du quan lấy công cho đời hò quan du quan kia chiếc khai cô quan du quan sắp đến biên ta quan hò quan đã đến biên ta quan du quan lệnh truyền tiền tự quan quan du quan sắp sửa bạc nhà quan quan hò sắp sửa bạc nhà quan quan hò rước cù lên lên quan quan hò rước cù lên lên quan quan du quan đuôi tay đuôi tay cô gái gái trèo quan hò du quan à ơi đò gió đò mây cô gái lên trời đò gió đò mây sướng sông cô đò nước vì đây cô đò lòng người đình đình nhà đình tàng đình đình à tăng cái đình đình tăng à ơi à còn đợi gió đông đông bông mây hoa nào còn đợi gió đông đông đời người quân quân tử khăn hồng cô ba sao tình tình tăng tình à tăng cái đình 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 tăng biết đâu quân tử mà cô sao duyên đã hài đình tình tàng đình đình ta tàng tình đình đình ta ngồn ngang mây từng
nước suối chảy dầm dốc rách cá uốn mình lần lách lách dưới khe bôi đền thờ cây mọc xuống suy lên trên đàn lắm quả nhiều hoa
cô sâu đốt thuốc vào ra khi sớm chiều hồ mây đằng đằng chiếu lưng đèo ý à. Soi cho cuộc phú dân cường, soi cho mê Nam Việt bốn phương thái hòa. Anh đúc tiên soi tỏ gần xa. Sang vàng bông bông cười bông bông xanh, đôi tay tiên tiền lá cô vĩ thành. Thái tài hái lộc hái danh cho đồng, mùa xuân phố đi hái hoa hồng. Ý à. Cụ bán cho giải nhất sang nhiều. Cất tiếng hô núi rừng im bạt nghe đón nổ về.
cô lấy mới làm nhà cây sông. Trông gà trước cửa đền cảnh đẹp thiên nhiên Thanh Hóa. Nhiên đời vua Minh Mạng lập đi lập đi thờ nay ý. Yeah.
trần châu thanh tâm cắt nước tươi trầu. Cầm đến quạt của chín lại thương các thanh đồng. Tình tình ta tình ta tình à, tăng cái tình tình ta. Để lặng sóng hát của chín của quạt soi à, à. Để lặng sóng hát quạt cho trăng sao sáng tỏ. Xuôi làm đám mây à, mờ đình tình tàng tình tàng tàng tình 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 tàng quạt dọc quạt ngang cô ngự về đồng cô lại quạt trước quạt sau ai được ai được cô chỉ quạt không sáng người cũng mấy dầu tình tình tàng tình à không dầu cũng sáng. Sơn Hà quạt cho nam nữ trẻ ra được tươi vui ý nghĩ. Chim hót hoa tươi cô mới quạt soi à, à. Chim hót đi hoa cười quạt cho mấy cây héo đâm rồi lại nở hoa tình tình tàng tình tàng tàng tình 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 tàng. Tỉa lá bên cạnh lấy đôi tay thiên tay thiên tay thiên tô tỉa lá bên cạnh hai tài quái lộc lộc hái danh mấy cho đầu mùa xuân. Mùa xuân cô đi hái hoa hồng dâng dâng trầu đề nhất đi dòng ba khen mới hạ về cô hái hoa sen dâng trầu đệ đi trên đông đông tuông thường ngàn thu sang hái hoa ngọc lan dâng trầu ba thoải đi dòng thủy cung đình đình là đình đàng đình ta ra đình 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 ta châu đệ tứ tùy tùng khẩm sai cố lên non hai đoá hoa nhài hai đoá hoa nhài lên non hai đoá hoa nhài dâng châu năm thường hoàn cái ngũ hành hóa tranh cô bé trên cành cô dâng châu lùng tiên trình sơn sang thủy tiên cánh sắc nhụy vàng cánh sắc nhụy vàng thủy tiên cánh sắc nhụy vàng cô dâng châu bày rõ ràng châu hoa mới hải đường lịch lịch sợ có thừa cô dân sầu bát sầu vừa lòng tay hoa mẫu đơn cô bé trên cây cô dân mới sầu kiều vỗ tay sầu cười hoa mới búp vàng màu hoa thắm tươi cô dân sầu người xinh ngờ mò ba hoa mơ hoa mơ hoa bận hoa trà cô dân sầu bé quá là sầu thương dâng lên tứ phủ người phương mới đồ chỉ nay mới cô về sáng hạ một khi phương phủ các đệ tử được vinh hoa đời đời hành linh khác thường
phần mẫu vừa hoa.
lê đôi núi nở hoa, hoa xin tim biếc hoa là đời xưa. Xa ba xứ sở sương mơ, đỉnh non cao ngất vì vụ gió ngào, người mèo người thô người sao ý à, ý à. Đêm đêm anh đuốc lập lập lòe,
trần gian mi ngỡ tiên ngàn gian trần đuốc đuốc lập lập lệ sắc tự hở vợ sang sóng đắm cô múa nhẹ nhàng về khóa thai thắt thắt lưng lưng tay giọt ngàn ngàn đi rồ đầu dài ý à sợ tình xa và vui lắm nọ ơi nọ ơi có thiên bình cô bé nở nụ cười thần xinh thì nọ hoa rực rỡ ơi kia lươn trời vang tiếng khen bôi đang đang lung lung linh 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 hoa đào thắm đôi gót gầy dịu dàng mấy chân bước mặt long lanh linh linh hoa đào thắm vang tiếng khen điệu nhạc cây xa gần vì đó ơi sớm chiều cá vàng tay tay khôi bề bạc rừng vàng đem cho chăm họ giàu sát đời đời cô bán cho chăm họ đời đời giàu sát lụa dày đồng lồng cho lắm về đi càng nhiều ba ba đi cho dài nhất nhất xa kiều bồng lồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con nhang khói phục tờ 30 mùng 1 10 thứ hôm rằm 30 mùng 1 hôm đi rằm 10 thứ đáng sinh đáng lịch đáng người thuyền quyết đi nàng
ân đà hay là tên cô lan cô huệ của tên thượng hạn vì nó ơi ơi giang chân bước mặt lung linh 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 hoa đào thắm cô mới về bàn đi vui vầy đi đỏ sớm sông đô tôi vào về thuận hà bàn tiên bồi đàn hát liễu lô ý à sẽ ra hồi vô lòng thành thắp một tuần nhà dân văn sự tích cam đường đồi hồ quê nhà xưa vốn ở đình bảng dòng nối dòng buôn bán vài tơ vì tường vàng son sắp nằm bia đá dẫu mòn chập chập năm mà bia đá vẫn vẫn mòn nước nghe non lên thuận thuận nẻo hai tôi đại nuột là nhiêu vài lúa tư hồng soi núi hoa chơn ý à càn khôn xàm xanh linh tía đâu non vài rồng đường xa lắm mà lòng không ngại giúp người đời có vài ấm thân ní bông một buổi chiều đông ra lành cô nặng nề quẩy lánh lên non đi bóng đã xế tài
núi non khuất khúc vào ra vắng người. Cô mình ngừng bước bên đồi đỗ khanh, biết đâu người ta định mưu gian đi. Yeah.
gian bởi số rời đã định nợ trần hoàn nhẹ khánh xa nào tình linh trở lại thiên tào ý. Tình linh trở lại thiên tào hai ba hoạch tử quyết quyết liều hai thân ngàn có hoa tần ngần dù lá cảm thương người một xa kiên sinh nỗi oan thấu tới thiên đình ý à xa ra hồi cùng điện lây kia sớm xa vào đôi tay nâng bước bước mảnh đào quỳ đầu ngày ngày đôi đuổi vào chầu vua cha cũng quý chúa chầu nhớ thương Thank you.
cái vòng biến tai tiếng tang tang tinh 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 tang tinh bình yên sẽ diệu có đánh vang cờ là cờ cao thật là cao thế tay tiên xuống sẽ diệu đào tuần sơ nâng lên bị ngọc các cô đông vào là vào rước câu sơ quân tiên xuống sẽ diệu bời tuần đã đâm lên bị ngọc các cô dâng mời là mời rước câu sơ với rượu rời rượu rời thuốc lá dân ra bạn tiên rượu dần dần cô hào ca dân câu cầu hoàng trời đất cuồng quay ba chén rượu đào trời đất cuồng quay tỷ ra cộng hòa với hỏi rượu này ở đâu ra rượu đào cất ở thiên thai xuân thiên khắc nhật nhật các cô đem về để không hoàng ngồi tự vui tiểu hiến tam bôi ba chén rượu đào rượu rời hiến tiểu tam bôi vui đền lề vui phủ ngày dày cộng vui đã đi hoa muôn dặm xa xa có mấy đường cầu đi muôn đi dặm xa xa thanh nhàn tay nào chiếc bút hoa cầu để bài ý nghĩ vạn lý tẩu ra ca sạn thu phong thu nguyệt ca khởi ba gian đêm bắt một mình cầu hòa khởi con cá bạc dương quy đền bắt hải tôi còn vòng vàng buôn khúc nà dừa nhắc nhắc bước ứng về vàng xa vàng xa vàng xa nhạc bước vi vi về ra roi khúc hưởng về phố cát đồi ngà thay ta hồi công thượng châu ngồi đã tan rồi chia thiên cầu ơi ngồi chìm ngôi cao cầu tường thanh đồng đến điểm con mong chờ cầu hoàng sừng về cầu nở nụ cười chia tay ngày dần xa hẹn đến lần sau cậu bé tôi lại về hẹn đến lần sau cậu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cậu bé sừng về tôi đã tan rồi chia tay cậu ơi ngồi trên ngôi cao cầu thường chờ từng giây